của ICT ạ. Ánh mắt yêu thương ta trao phút say ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé anh người ơi. Em sẽ bên anh, ôm anh những khi anh buồn, em sẽ ru anh, cho anh yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, em luôn giữ anh trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến nay. Khi anh bước đến bao nhiêu muộn phiền trong em biến tan, anh nhờ ánh sáng soi cho đường tình em không sai lối. Em xin mãi mãi yêu anh trọn đời yêu không oán than, chỉ cần anh vui đối với em vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ dần hơn xin anh bỏ qua, mong anh hãy nhớ em yêu thật lòng và không gian dối. Em sẽ cố gắng cho anh những gì mà anh ước mong, em sẽ nắm lấy tay anh không bao giờ buồn. Chúng ta lại gặp nhau rồi cả nhà yêu ơi. Hello, hello, xin chào à. Tình tiếng số ngoài nguyện lớn tiếng mạnh. Hey. Hello chị Hiền. Yến Yumi, chứ không phải Ruby. Cảm ơn chị Mỹ Huỳnh. Ta trao phút say ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé anh người ơi. Em sẽ bên anh, ôm anh những khi em buồn, em sẽ ru anh, cho anh yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, em luôn giữ anh trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến nay. Khi anh bước đến bao nhiêu muộn phiền trong em biến tan, anh nhờ ánh sáng soi cho đường tình em không sai lối. Em xin mãi mãi yêu anh trọn đời yêu không oán than, chỉ cần anh vui đối với em vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ dần hơn xin anh bỏ qua, mong anh hãy nhớ em yêu thật lòng và không gian dối. Em sẽ cố gắng cho anh những gì mà em ước mong, em sẽ nắm lấy tay anh không bao giờ buồn. Cho em số đi chỉ là phù du, để số cho em nha. Anh nhờ ánh sáng soi cho đường tình em không sai lối. Em xin mãi mãi yêu anh trọn đời yêu không oán than, chỉ cần anh vui đối với em vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ dần hơn xin anh bỏ qua, mong anh hãy nhớ em yêu thật lòng và không gian dối. Em sẽ cố gắng cho anh những gì mà anh ước mong, em sẽ nắm lấy tay anh không bao giờ buồn. Tiếp mỏi tay ở cách chị mình lì xì chia sẻ cho em đi. Lì xì chỉ là phù du, mua chống nắng thì nhớ để số. Cảm ơn đã thấy số của mình rồi nè. Những anh chị nào mua hàng cứ để số bên dưới cho em nha mọi người. Tiếp tục lên bài bài hát đi cả nhà yêu ơi. Cảm ơn những lời khen của các anh chị đã dành cho em nha. Tiếp tục một bài hát nữa nha mọi người. Hello chị Vân Tường. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mà. 29 tuổi mà giống như học sinh cấp 3. Trời ơi, khoái trời. Nói câu gì mà nghe khoái với người trời. Ai muốn trẻ, muốn khỏe, muốn đẹp thì đến với DC Beauty nha cả nhà. Hello chị Tuyết. Ít nhìn dài lâu hả? Các chị cứ lên bài đi mọi người. Mãi định. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với yên được không? Trời vai qua ngoài đông, sao thấy cô đơn và lạc lõng. Đêm mây đang ngủ chưa, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì
nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lang thinh thương một người không hề toàn tình. Đôi khi em dừng lại chẳng hiểu đang khóc đang đau vì chạm vào nỗi nhớ vu vơ, giang giang diêu diêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lang thinh thương một người không hề toàn tình. Đôi khi em dừng lại chẳng hiểu đang khóc đang đau vì ai, khóc vì đau vì riêng mình đã sai. Nhiều khi chạm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian diêu diêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng em sợ sợ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai. Một lời khen mà các chị dành cho em là các chị cứ nói em càng ngày càng trẻ. Trời ơi, khoái quá các chị ơi. Sợ cô đơn, ok chị giàu. Nhớ là phải bên em ngoài nha. Nhớ là phải bên em hoài đó. Các chị mình nhớ là lì xì chia sẻ cho em gái với mọi người. Cảm ơn một ca được xem đầu tiên đã dành cho em Yến. Cảm ơn tình cảm các chị đã dành cho em nha. Cực kỳ cảm ơn chị Thu Trang. Hôm nãy có thấy một lời yêu cầu là bài Tòng Phu đúng không? Bài này nó chưa hết hot mọi người. Lần nào lên cũng Tòng Phu. Em like bên top top cũng Tòng Phu. Nay cũng Tòng Phu. Một nụ hồng thương ngày đôi vai phải chịu nhiều gánh vác. Giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ phù vàng. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tâm đoạ đầy. Người muốn tìm gì ở dưới đáy ly rượu cay. Đêm đêm khóc than mình ngâm cơm bên nước sốt cho chồng. Làm sao anh quên đi và thôi ngóng trông. Em buông đi hết trong lòng. Giọng em nó bị khàn quá mọi người. Một mình em lộn, tức là hai quen rồi. Chính em vì em đã cho anh biết yêu và thương. Mà tại sao chưa chiều anh là do lực
qua nhanh để em đồng lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy anh lao đao dũng khi nào, để em giang cánh tay ôm lấy vào. Quá khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời. Bởi em nghe, quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than vì quá ngu si. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên lo em cho nợ cứu mang. Một nụ hồng thơ ngày đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bởi cái phù vàng. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đoạn đầy, người muốn tìm gì ở dưới đáy ly rượu cay. Đêm đêm khóc than mình em cầm bước nước giọt cho chồng, làm sao anh quên đi và khôi ngóng trong em buông đi hết trời. Quay tròn, ủa gì kỳ vậy? Bữa trưa mà cũng mạng yếu dữ vậy ta. Vì quá ngu si, quá ngu si rồi. Hello. Đọc có nhiều bình luận đọc mà cười chảy nước mắt luôn á trời. Tưởng 2K5 hả? Thôi không tới nổi đâu chị ơi, không tới nổi. Ông cảm ơn anh Triều Văn Cường. Hello chị Thanh Liêm. Chị Thanh Liêm ơi, để số trên này giúp em đi chị Thanh Liêm. Chị mua chống nắng chị để số lại trên này giúp em được không? Nhạc này mà không quẩy uổng thiệt sự á. Nhạc này mà không quẩy là thiệt. Không thể nào mà không quẩy. Ai muốn trẻ, muốn khỏe, muốn xinh, nhớ ở lại xíu nữa Hiến chia sẻ bí quyết nha, đừng đi đâu hết mọi người. Hi body. Yeah, cảm ơn Hồng Trân. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì các tương lai nên lo em tràn nửa cứu mang. Một nụ hồng thương ngày đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì mấy cái phù vàng. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đoà đầy, người muốn tìm gì ở dưới đáy ly rượu cay. Đêm đêm khóc than mình em cầm bước nước giọt cho chồng, làm sao anh quên đi và thôi ngóng trong em buông đi hết trong lòng. Chị Thanh Liêm để bên này giúp em đi, bên kia em chưa có chết nữa. Ba ba la ba la ba la ba. Chị để số là xíu nữa có nhân viên gọi điện cho chị liền á. Cảm ơn chị Tuyên Nguyễn. Hello chị Tuyên Nguyễn. Em hát một bài kem chống nắng có bán sỉ không em? Nhà em không có tuyển sỉ tuyển lẻ gì hết trơn, nhưng mà mua số lượng nhiều á thì nhà em sẽ có ưu đãi cho mình á. Đó, nếu mà mua số lượng nhiều nhà em sẽ có ưu đãi cho mình, cho nên là Dung Hoàng cứ để số cho em nha Dung Hoàng ơi. Nhớ là phải để số nha, sao bữa nay chốt đơn. À đúng rồi, hiện tại là số hotline nhà em đang bị lỗi mọi người, cho nên là có một vài số là nhà em có ghi mới với bình luận mọi người. Mọi người để ý giúp em đi được không? Bây giờ hiện tại nhà em có vài số chút đơn nha. Ở dưới kìa, ở dưới á. Chị Thanh Liêm mua hàng để số bên này cho em nha chị Liên ơi. Người yêu, anh như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm,
lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên anh lòng ngất ngây, trào dâng trong lòng em đam mê cùng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé ai. Kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này anh yêu ơi, tình em ngon lời muốn nói rằng em yêu anh, yêu ngày phút ban đầu, tình cờ mình quen nhau, trong mây mắt em chờ. Này anh yêu anh, yêu anh nhất trên đời, và chỉ mình anh thôi, trong trái tim em. Trời anh nào lên tiếng đi để tôi kêu hoài vậy trời. Lên tiếng giúp em đi chứ, để em kêu hoài mỏi miệng nhưng mà không ai lên tiếng hết trơn á. Yeah, cảm ơn Bích Độ, cảm ơn Lê Hà. Hỡi người yêu, anh như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên anh lòng ngất ngây, trào dâng trong lòng em đam mê cùng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé anh. Kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này anh yêu ơi, tình em ngàn lời muốn nói rằng em yêu anh, yêu ngay phút ban đầu, tình cờ mình quen nhau, trong ánh mắt em chờ. Này em yêu ơi, yêu anh nhất trên đời và chỉ mình anh thôi, trong trái tim em. Rằng em yêu anh, nói gì anh nói đi, yêu ngay phút ban đầu, tình cờ mình quen nhau, trong ánh mắt em chờ. Này anh yêu ơi, yêu anh nhất trên đời và chỉ mình anh hai, trong trái tim em. Phải không? Phải chứ. Phải. Nhìn cái mặt em là uy tín mà. Nghĩ sao vậy? Công nhận một mình hát bài này nó đuối ghê trời. Nếu như không có ai bè á, thường thường hát chung bé Linh á, có bé Linh nó bè é ồ é. Còn hát mình không có bè đó. Vừa hát vừa bè nó hơi đuối. Bài gì mọi người nhỉ? Em rap bài Hồng Nhan đi. Hồng Nhan hả? Rap hả? Sao thay đổi không khí quá vậy? Thôi kệ, các anh chị thích thì em chịu. Trời ơi, cái gì mà thấy ghê vậy? Đặng Lan. Đặng Lan nhìn thấy ghê quá. Cánh chị mình nhớ lì xì cho em gái nha mọi người ơi. Thích anh Nhiên về hát. Thích anh Nhiên về hát hơn. Ồ, nhưng mà công việc mà. Công việc là mà ai cũng có một lối đi riêng. Anh Nhiên vẫn hát cho công ty nhà em á, nhưng mà là chuyển công tác thôi. Và dòng thư tay em gửi cho anh ngày nào, giờ còn lại hứa bỏ em gửi anh đây lời chào. Mà nhìn người đi vội, mình làm gì nên tôi, tại sao lại cách xa còn yêu như thế mà để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì. Nhìn người mà xa đi anh chẳng níu kéo điều gì mà nghe sao đáng thương. Nhìn nhau như cố hương, tìm em ở bốn phương vì xoay nên vẫn vương. Anh ơi vô tình dù tình mình gặp không may, anh ra nơi này để giọt lệ ở bên đây. Bầu trời ra hắc liêu, nhìn về này đó đây, ngoài trời thì có mây, chỉ còn lại là đắng cay. Thương cha thương mẹ để đến lòng mà quay lưng nào, hai năm âm lịch nhìn người cười mà rưng rưng
bên bên kia là pháo hoa, rộn ràng người đến xem, họ hàng mừng kết duyên, còn bên mình là hết duyên. Em như trẻ lẹ, còn tâm tối giữa rừng thông, nơi cánh chim nhỏ lạc đàn, tìm binh đội đang ngừng trông. Anh là một con đom đóm, mắt ánh sáng để xoè vòng, gieo cho em cả một mầm sống, nhưng chẳng chịu con vuông trông. Vì lúc ấy ta còn trẻ nên đề bạc và mưu sinh, anh chưa học hết lớp 10, người ta gọi là lưu linh. Anh gắn bó với sông nước và cảnh vật này hữu tình, còn người ta cho em áo lụa hỏi tại sao chẳng phụ mình. Tình yêu ơi, bình yên ơi, về đây đi để anh ngâm, để gió cuốn đêm nay ai đưa về nhà, để gió hát vang lên câu tình ca, để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì nhìn người mà ra đi, anh chẳng yêu kéo điều gì mà nghe sao đáng thương, nhìn nhau như cố hương, tìm em ở bốn phương vì say nên vẫn vương. Hết rồi vui cùng nắng thì cũng đang ngã vàng, bên người nhân tình em vừa thương bằng thân, anh buồn lắm phải không? Dạ chàng lắp biển đông, biển người cứ câu chuyện thả ra sông. Nhưng nếu anh say nhưng thế này thì ai xem, người ta sẽ nói anh tệ với những thứ mà em đem. Vì thế nên anh phải sống như cái cách anh từng mơ, dù cho bản thân này hỏa đá nhưng trái tim chẳng ngừng thở. Vì ba của anh là lính má, anh từng làm cán bộ, anh không cho phép mình khóc, sẽ có hư cũng ráng đồ. Đời người là kiếp lãng du, anh chẳng may làm lữ khách, đi với nhau cả một hành trình giờ có xa chẳng nợ trách. Em ước là đời của em bình yên chẳng buồn với những người ta, mà giờ ra đây mà xem có người đang lên kiều hoa và rồi sẽ tốt. Nhưng mà ở đây khác chẳng còn bận lòng như ở đây, tình yêu của anh thì có đủ vui vẻ nhưng mà chẳng ngọt như ở đây. Na 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 na. Cảm ơn chị Tuyết nè. Rap là sở trường của em hả? Dạ. Mà tại vì lâu quá em cũng không rap lại mọi người, kiểu như là cứ remix liên tục á, xa lãng cái việc rap luôn. Bởi vì em không có bài mới, hát còn bài cũ mà. Chống nắng giá sao em? Dạ 290 chị Minh Châu để số cho em đi, mua hai có quà cho chị Châu liền nha. Tiếng nhai đĩa luôn trời. Cứ để số cho em xíu nữa em tư vấn chị qua số điện thoại cho nó rõ hơn chị gái. Đứng hình nữa rồi Yến ơi. Em chịu đó, em không biết nữa. Cái đó em không biết nữa mọi người xem mạng bên em ok không? Mọi người thấy bên em ok không? Sao nãy giờ sao có chị cứ kêu mạng đứng hoài à? Em không biết là cái lý do tại sao luôn á. Bên em vẫn ổn mà đúng không mọi người? Chống nắng nha em, 290 nha mọi người. Hai chống nắng, có quà cho chị Châu liền. Có quà cho chị Châu liền, chị Châu ơi. Người hôm qua em thấy là ai đây? Sao anh lại chết lặng như vậy? Một giờ đêm sao anh còn chưa nhắn tin về? Em cứ mãi ngẩn ngơ chờ ai? Sao yêu như thế lại gian dối, con tim em vỡ tan mất rồi. Tưởng chừng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dậy khờ thôi khi đang bàn tay. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân cây, xem như em chẳng may. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, ngừng cười khi biết em là người xưa. Hai người còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá sức thừa? Em không muốn nghe. Ôi trời, xém té mọi người, tại cái chân em nó lùn quá, cái ghế này nó cao quá, em chống chân không tới, xém té luôn. Người. Tại má lùn quá con, tại má lùn quá, má bị hụt chân. Má bị hụt chân. Bên khu vực của tôi đứng hình hoài,
tùy nơi rồi. Bên em mà ổn gì ở bên em cũng ổn á. Tại sao yêu như thế lại giản dối, con tim em vỡ tan một rồi. Cùng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng không bằng em, dài khờ tôi khi đang bàn tay. Yêu thương cho hết chỉ giữ là đời, thân cây sẽ như anh trắng mây. Nỗi buồn anh sâu sâu lập màn mưa, đừng cười khi biết em ra ngày xưa. Hai người còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá xuất thường. Em không muốn nghe, ngọt ngào đến mấy cũng không bằng em, dài khờ tôi khi đang bàn tay. Yêu thương cho hết chỉ giữ là đời hơn ngày, em như em trắng mày. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, gượng cười khi biết em là người xưa. Hai người còn lại xin cho nhau ngoài những lời ngon tình quá sức thừa. Em không muốn nghe, em cao có 1m57 à. Bởi vậy em ngồi cái ghế này nó cao quá, hôm nãy em bị hụt chân em sánh té đập cái mặt em vô cái bàn đó mọi người. Các anh chị hỏi em làm gì nhảy nhảy vậy, em nói có nhảy đâu, cái chân em nó bị hụt chân á. Dạ đúng rồi cô Vũ Phương Nga ơi. Collagen ok chị Hoang Phạm, để số cho em đi. Collagen hiện tại là đang có khuyến mãi cực sốc đó chị Hoang Phạm. Để số liền mới có quà nha, có khuyến mãi nha, chứ mà để là để chậm trễ là hết hết quà, hết khuyến mãi là buồn lắm. Các anh chị mình còn sung quá giờ, các anh chị cứ yêu cầu hoài vậy. Hát một bài nữa được không mọi người? Thế là đẹp hả? Vậy có nhiều người kêu em lùng quá. Đó. Hoa tàn tình tan. Nó không hiểu em nói gì luôn. Hoa tàn tình tan karaoke tông nữ. Ok chị Hoang Phạm đã thấy số của chị nha. Cảm ơn chị yêu. Ấn này trời ơi, có chương trình đó nữa hả? Có chương trình đó hả mọi người? Hôm nay là hầu như mỗi lần em livestream em toàn là nhận được những lời khen. Các anh chị hỏi em đủ tuổi chưa? Rồi em năm nay nhiêu tuổi mà sao càng trẻ vậy? Đúng rồi Minh Châu, chính xác luôn á Minh Châu ơi. Các anh chị mình em nói tuổi ra các anh chị cũng tin không tin cũng phải buộc tin nha. Năm nay là em ăn tới tháng 12 này nè, em ăn sinh nhật của em là năm nay em 29 tuổi rồi đó. Sắp 30 rồi. Đó. Các anh chị nghe từ 30 nghe sợ quá ha. Nghe gần 30 nghe sợ quá. Nhưng mà các anh chị thấy lúc nào em cũng phải năng lượng nè, lúc nào em cũng phải tươi trẻ nè, để mà níu lại cái nét thanh xuân của em. Càng lớn tuổi là mình càng ngày càng già rồi, mình làm sao cho mình lão hóa cho nó chậm chậm một chút xíu. Giọng Yến nghe dễ thương, cảm ơn Huỳnh Thảo nha. Ở các anh chị mình muốn khỏe, muốn đẹp, muốn xinh thì cứ mạnh dạn tới DC Beauty. Các anh chị mình được tư vấn như thế nào là bên em sẽ tư vấn cho các anh chị tới đó luôn. Ví dụ như các anh chị muốn sáng da, mịn da, rồi các anh chị muốn tư vấn về ăn uống cái gì đó cho mình ăn được ngủ được, và bổ lại sức khỏe của mình. Như 18 hả? Bởi vậy em nói ai rồi cũng đẹp, ai rồi cũng trẻ, ai rồi cũng khác. Quan trọng là các anh chị có chịu làm đẹp hay không thôi. Thiệt sự mà nói hồi xưa, nếu như mà các anh chị nào xem live lâu rồi á, biết 5 năm về trước á, coi lại mấy cái buổi live 5 năm về trước đó, thiệt sự em bản thân em còn không dám coi nữa. Em hồi xưa nữa, hồi xưa em đen mà em nói chung là nhìn em không có được đẹp á, nhìn phèn lắm người, đen mà nhìn nó già hơn hiện tại luôn á. Thiệt sự hồi trước là nhìn em già hơn hiện tại luôn á mọi người. Mà em rất là vui mà càng ngày càng lớn mà tự nhiên mình càng ngày càng trẻ ra hả? À, đều có bí quyết hết trơn chứ không có ai tự nhiên mà càng ngày càng đẹp đâu, tự nhiên chỉ có càng ngày càng xấu thôi. Và các anh chị nào muốn quan tâm về kỹ sản phẩm như là tăng cân mộc đà thì cứ mạnh dạn bình luận thoải mái bên dưới cho em nha cả nhà yêu ơi. Tăng cân mộc đà nhà em là hỗ trợ mình ăn ngon ngủ ngon và bổ sức khỏe của mình nè. Yến đẹp từ collagen, đúng rồi. Nói chung là cái gì nó cũng phải có một cái bí quyết của nó riêng hết trơn á, chứ không có thể nào mà tự nhiên. Thiệt sự mà nói tự nhiên giờ không có đâu mọi người. Đẹp tự nhiên khác tự nhiên đẹp cho mọi người nha. Đây, tăng cân mộc đà ông già leo núi nhà em 350.000 một hộp thôi. Và đây là cái dòng sản phẩm nhà em bán suốt 5 năm vừa qua.
À, nhắc tới Chinh Mộc Đà là ai cũng biết là sản phẩm tăng cơ Mộc Đà nhà em rồi. Tại vì sản phẩm nói lên thương hiệu nhà em, nó đã đi đồng hành cùng với DC Beauty suốt 5 năm trời. Các anh chị biết những cái dòng sản phẩm nào mà nó chất lượng á, thì nó mới đi theo thời gian đến như vậy. Chứ những dòng sản phẩm mà không chất lượng á, ngày 1, ngày 2 thì nó đã bị tẩy chay rồi mọi người, chứ không phải là bán tới 5 năm giờ đâu. À, cho nên là em cũng không nói nhiều, nói quá về cái sản phẩm nhà em, chỉ nói sơ về cho các anh chị nào mà khách mới mình chưa hiểu thôi. Là tăng cơ Mộc Đà nhà em nó không phải là thuốc, nó không có thay thế được thuốc chữa bệnh nha, nó không chữa được cái bệnh nào hết trơn á, nó cũng không thay thế được bữa ăn của chúng ta hàng ngày luôn. Mà công dụng chính của Mộc Đà nhà em nó sẽ kích thích cái hệ tiêu hóa của mình, giúp mình có cảm giác là mình thèm ăn. Mình thèm ăn thì sao? Mình sẽ ăn đó, mình ăn nhiều, mình nạp vào cơ thể mình đầy đủ chất dinh dưỡng và cái giấc ngủ của mình nó ngon nhất. Người ta từng nói là ăn được ngủ được thì đương nhiên là mình sẽ có sức khỏe tốt và mình sẽ tăng cân theo cơ địa, tăng cân một cách tự nhiên nhất. Tự nhiên nhất mọi người nha, không mập nước, không tích nước. Những cái dòng sản phẩm nào mà các anh chị sử dụng mà có một tuần á mà nó lên 2 3 kg, 3 4 kg, 5 6 kg, cái các anh chị vui, các anh chị nghĩ đó là sản phẩm tốt. Hoàn toàn là sai nha mọi người nha, mọi người đừng có lầm tưởng cái đó là tốt, không hề tốt chút nào. Các anh chị thấy mà không ăn uống gì hết mà lên được 5 6 kg rồi nó lên bằng đường nào? Có phải là lên bằng cái đường mập nước tích nước không? Mà cơ thể chúng ta là 60% đã là nước rồi, mà bây giờ mình còn trữ nước tích nước vào trong cơ thể của mình nữa, có phải là quá ảnh hưởng tới gan thận của mình không? Cho nên đừng bao giờ muốn tăng cân nhanh mọi người nha. Em khuyên chân thành các anh chị là đừng bao giờ muốn tăng cân nhanh, đặc biệt uống vào cơ thể của chúng ta, chúng ta phải cẩn trọng tìm hiểu sản phẩm đó nó như thế nào. Có Dũng Vũ ơi, để số cho em đi Dũng Vũ, kem dưỡng da có